Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Dream độ đến ngạt thở với đề ấp đồ chơi hàng tỷ. Xấu cho mình một diện mạo có phần lỗi thời theo năm tháng. Tuy nhiên với việc được nâng cấp và trang bị một loạt phụ tùng cực kỳ chất, đã làm cho cái chiếc Honda Dream độ của một các bạn tên là Thuận trở nên hấp dẫn và ấn tượng hơn rất nhiều. Khác hẳn so với những bản Dream mà chúng ta từng biết hơn 10 năm nay. Chiếc xe có tuổi đời rất là khá cao nên việc tháo máy ra, canh chỉnh, làm lại mới là một câu chuyện dễ hiểu. Việc làm này không chỉ giúp chiếc xe trở nên mạnh mẽ hơn mà còn tăng thêm độ bền và kéo dài tuổi thọ của động cơ. Xung quanh đầu bo là một cái bộ ốp xúc bắp giúp tăng cái độ hầm hố của khối động cơ. Ngoài ra còn có cổ bộ titan và phần đạp máy của Takawa. Chân chân vẫn giữ nguyên phong cách là phanh đùm như người chủ đã hướng tới ở dụng càng thắng Takawa, kết hợp cùng với đường nhôm SF ASEAN cho cái dàn chân thêm chút là ấn tượng bớt cái phần thương hiệu và sự xinh xắn. Chân được sườn Hollin gắn một cách thẩm mỹ và tinh tế qua bàn tay nghệ thuật của những thợ độ. Việc trang bị món đồ chơi này ngoài cái sự độc đáo còn có những tác dụng là ổn định phần tay lái khi trong độ cao, mang đến một cảm giác an toàn hơn cho người dùng thông qua hai mẫu lốp chỉnh năng nhẹ. Cái dàn chân sau ở dụng cho mình phục Hollin Fullness. Sản phẩm này được nghiên cứu sản xuất dành cho quay rim sử dụng với tổng chiều cao là 330mm, có cái phần chân phục như xin nên không cần phải chế cháo một con ốc nào cả, đảm bảo đúng kỹ thuật và hiệu năng cho người sử dụng khi tới nặng hoặc đi những cái cung đường gồ ghề. Exeter 150 phóng to cái dàn chân bằng những món đồ chơi thay thế. Cái chiếc Exeter 150 dưới đây, và việc được trang bị một cái dàn chân là khá cơ bắp, thì điểm nhấn đáng chú ý của cái chú xe này chính là bộ tem phong cách candy kết hợp cùng với cái dàn chrome nhìn lạ mắt và tạm tăng thêm sự nổi bật cho xe. Xe được tiệm tấn Decan thiết kế bằng cái chất liệu là kiểu màu thêm từ góc nhìn. Song song cùng đó, thiết kế còn kết hợp thêm cái tem chrome và candy để tạo nên cái độ sắc nét và cuốn hút người nhìn khi chuyển ở trên phố. Cái dàn đầu của xe độ được trang bị cái đèn hai tầng VinFast sử dụng công nghệ bóng LED trắng rất hiện đại, tăng thêm cái độ sáng gấp nhiều lần mà không làm nóng hay là vàng chó. Nhìn xuống dàn chân ta thấy ngay những cái món đồ chơi như hệ thống phục ống lồng được thay thế bằng cái cặp phục upside down SK tạo cái sự hầm hố cho xe. Hệ thống chân sau được thay thế bằng cây phục VS bình dầu rời, thêm đồ chơi đến từ Đức Thái, được rất nhiều cái dòng xe độ tin dùng. Tuy nhiên không có lý chính hãng Việt Nam, nhưng anh em cũng có thể mua được cái dòng phục này ở những cửa hàng bán đồ chơi xe máy ở nhiều nơi. Gắn thêm cái bộ các chân Biker CC ở sau đi cùng với cái tông vàng cùng với đĩa tải của xe. Những mớ đồ chơi mà mình muốn nói đến tiếp theo đó chính là một cấp nhôm Acid Resin được tạo cho phay dành riêng cái dòng Exeter 1/10 sử dụng, không cần phải chế cháo một cái chi tiết gì. Có một bề hình cơ bắp và thiết kế cùng với cái bộ mâm ASIO tạo nên cái sự hầm hố cho cái chiếc Exeter 1/10. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.